Nghĩa nó đến đấy, để em ra mở cửa. Cô ạ. Chào cháu. Con chào mẹ ạ. Con qua lấy tập hồ sơ cho bố ạ. À, cô biết rồi. Đợi cô lấy cho nhá. Vâng ạ. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Con nghe nói hôm trước vợ con có to tiếng với mẹ. Nếu Hà có gì sai, mong mẹ đừng để bụng. Vợ con nóng lên thì nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu ạ. Chuyện của mẹ con tôi, anh cứ kệ đi. Vâng. Con cũng mong là mẹ mở lòng hơn với Hà. Bao năm qua, lúc nào cô ấy cũng canh cánh trong lòng, là mong cho mẹ được khỏe, được vui hơn thôi ạ. Tôi đã nói rồi, chuyện của mẹ con tôi, anh đừng có can thiệp vào. Vâng ạ. Đây, cô cháu đây. Cháu cảm ơn. Vậy con xin phép ạ. Chào mẹ, chào cô. Mẹ ạ, con chỉ định qua thăm. Vậy thôi, con không làm phiền mẹ nữa. Xin phép mẹ con về. Cô Tuyết. Dạ. Khuya rồi, đóng cửa cẩn thận. Dạ vâng ạ. Mình về đi em. Ê, cô Hà này. Cô Hà. Hôm qua lúc ngủ mơ, mẹ cháu gọi tên cháu đấy. Gọi cháu ấy ạ? Ừ, bà ấy không phải là không thương cháu đâu. Mà không chỉ một lần nhá, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy. Cô có nghe thấy mẹ cháu nói gì cụ thể hơn không ạ? Không, chỉ gọi là Hà ơi, lại đi với mẹ. Lúc mà gặp ác mộng ấy, cô lay mẹ cháu. Mẹ cháu nắm chặt tay cô và gọi là Hà ơi, con ơi, thế thôi. Cháu chỉ ước được nghe thấy mẹ cháu gọi cháu một lần, rồi mẹ cháu sẽ nghĩ lại. Mẹ nào mà chả thương con. Trong lúc mơ mà gọi tên ý, là trong lòng vẫn thương đấy. Hai vợ chồng đi cẩn thận nhá. Cháu về đi ạ. Chào cô. Anh có nghĩ là mẹ còn thương em không? Anh nghĩ là có. Có điều mẹ cố chấp quá, nên là tình thương dành cho em không dễ nhận thấy. Chỉ cần là mẹ còn thương em là được. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em.
Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Cô hận tôi, cô hành hạ tôi thì đã đành, nhưng sao lại cứ trút hết lên đầu con gái mình thế? Cứ tỏ ra nanh nọc như vậy thì mới hả? Trên đời này đúng thật tôi chưa thấy một người mẹ nào lại cứ đay nghiến chỉ trích con gái mình như thế cả. Người ta nói cái gì nhỉ? Thu giữ còn không ăn thịt con. Đằng này phải, tôi là thú giữ mà anh còn dám lang trạ ngoại tình đấy. Tôi thấy cô nên nghĩ ra việc gì mà làm đi nhé. Không rảnh rỗi quá, hóa rồ hóa dại nữa đấy. Trong mắt của anh, lúc nào mà tôi chả là con rồ. Đã rồ thì còn què nữa. Thì cứ cho là giả thử tôi ngoại tình đi, thì cô cũng phải xem lại mình như thế nào chứ hả? Đừng cho mình cái quyền xem xét cả thế giới đi nữa. Mình phải như thế nào thì thằng chồng nó mới. Hôm qua lúc ngủ mơ, mẹ cháu gọi tên cháu đấy. Gọi cháu ấy ạ? Ừ, bà ấy không phải là không thương cháu đâu, mà không chỉ một lần nhá, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy. Cô có nghe thấy mẹ cháu nói gì cụ thể hơn không ạ? Không, chỉ gọi là Hà ơi, lại đi với mẹ. Lúc mà gặp ác mộng ấy, cô lay mẹ cháu. Mẹ cháu nắm chặt tay cô và gọi là Hà ơi, con ơi, thế thôi. Cháu chỉ ước được nghe thấy mẹ cháu gọi cháu một lần, rồi mẹ cháu sẽ nghĩ lại. Mẹ nào mà chả thương con. Trong lúc mơ mà gọi tên ý, là trong lòng vẫn thương đấy. Hai vợ chồng đi cẩn thận nhá. Cháu về đi ạ. Chào cô. Anh có nghĩ là mẹ còn thương em không? Anh nghĩ là có. Có điều mẹ cố chấp quá, nên là tình thương dành cho em không dễ nhận thấy. Chỉ cần là mẹ còn thương em là được. Chị Hà. An Nhiên. Em chào anh ạ. Chào em. Anh còn nhớ An Nhiên không? Chuyên gia tâm lý đang theo dõi bệnh cho mẹ. Chào Nhiên. Anh chị đi đâu thế ạ? Chị vừa có việc trong này, em cũng vào đây à? Em vào một chút tài liệu về nghiên cứu ạ. Chị có cái túi đẹp thế. Giống hệt của em này. Ừ nhỉ. Thế là chúng mình cùng gu đấy. Anh nhỉ. Hai chị em nói chuyện đi nhá, anh bàn công việc với bố tí.